ân xá quốc tế báo động tù nhân lương tâm Trần Thị Nga bị dọa giết, tin đến từ Lương Đôn. Tổ chức ân xá quốc tế hôm thứ Hai kêu gọi cộng đồng có hành động khẩn cấp cho tù nhân lương tâm Trần Thị Nga đang bị đánh và dọa giết ở nhà tù ở Việt Nam. Đài Á Châu Tự Do đưa tin, ông Phan Văn Phong, người phối ngũ của bà Trần Thị Nga vào hôm thứ Hai cho biết đã gửi đơn tố cáo khẩn cấp tới các cơ quan trong và ngoài nước về việc bà Nga bị đánh và dọa giết trong trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, theo đơn tố cáo, vào sáng thứ Bảy, bà Nga gọi điện thoại về nhà cho gia đình theo quy định hàng tháng và thông báo rằng bà bị một tù nhân cùng buồn giam tên là Nguyễn Thị Hải đánh nhiều lần và còn dọa giết. Ông Phong cho biết bà Nga không chỉ bị đánh và bị dọa giết, mà thư từ của nhiều người gửi vào tù bà đều không nhận được. Ông Phong đã gửi đơn tố cáo của mình tới các cơ quan như trại giam Gia Trung, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các tổ chức quốc tế. Bà Trần Thị Nga 41 tuổi, có hai con nhỏ dưới 10 tuổi, bà bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 và bị kết án 9 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Theo điều 88 của bộ luật hình sự của chế độ cộng sản, hàng loạt tổ chức quốc tế và các chính phủ như Hoa Kỳ, Liên, Liên Âu và cũng như là Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu trả tự do cho bà Tần Trần Thị Nga.